sao mình tiêu anh dữ vậy? Shake hand, high five, stroll around. Hai. Các bạn thấy chú chó này thông minh không? Nói cho các bạn nghe về câu chuyện chú chó này nha. Tion đã nuôi chú chó này cách đây 6 năm trước. Các bạn thấy Tion dạy chú chó này như thế nào? B. 2B, shake hand. Lại giơ tay lên bắt tay với Tion. Chú chó này cực kỳ thông minh. Nhưng nó đã phạm một cái tội rất là lớn. Đố các bạn biết là gì? Phạm tội sát sanh. Nên Tion đã từ bỏ nó cách đây 6 năm. Và bây giờ Tion lại tiếp tục nuôi nó tiếp, đưa nó về nhà chăm sóc chữa bệnh cho nó. Các bạn nhìn cái chân của nó đi. Các bạn thấy cái chân nó bị cái gì không? Bị đứt chân. Nguyên nhân tại sao đứt chân Tion cũng không biết nữa. Bây giờ Tion đặt tay lên đầu nó, chánh niệm, chú tâm vô hơi thở, lắng động tâm của Tion lại. Và Tion đang tìm hiểu nguyên nhân. Thì ra là nó đi đào hang ở dưới đất, trúng vô miệng chai và đứt chân. Và nguyên nhân đào hang của con là lại cãi lời Tion đúng không? Lại tà ác đúng không? Mặc dù rất là thông minh nhưng lại rất là ác độc. Tion đã dạy nó rồi là không được sát sanh, không được giết mấy con chuột. Hồi xưa nó sống với Tion, nó rất thích sát sanh, nó giết chuột. Nó đã từng giết 5-6 con chuột cùng một lúc. Bây giờ nó nghe tiếng chuột nữa rồi đó, nó lại bắt đầu đi tìm chuột. Các bạn thấy nó hư không? Nó vẫn chưa bỏ được tâm sát sanh của nó, nên Tion đã từ bỏ nó. Và bây giờ nó bệnh tật, Tion lại đem nó về nhà nuôi. Chứ là Tion đã bỏ mặc nó cách đây 6 năm rồi. Bởi vì nó cứ giết chuột hoài nên Tion muốn từ bỏ nó, cho nó tập sống khổ hạnh. Đấy, các bạn thấy nó làm gì không? Nó tính tè bậy đấy. Tion đã bỏ nó vô một cái căn nhà hoang ở ngoài Long Thành. Ngôi nhà đó là Tion không có ở, bởi vì nó quá ác mà. Và bây giờ còn ác không? Hết ác chưa? Hối hận chưa? 6 năm rồi đó. Chưa chưa? Hả? Chưa chưa? Buồn gì? Bây giờ đó là già rồi, lông mà cũng mọc lông bạc rồi, mà còn ác nữa là không được nha. Tion đã dạy con như thế nào? Đã mang thân chó rồi mà còn ác độc nữa thì không thể giảng sanh nha chứ con. Bị đạo lạc thân chó tiếp. Tion muốn tốt cho con. Tại sao con lấy cá Tion nuôi? Tion dạy nó nghe lời Tion, nó ăn chay. Còn con cũng ăn chay, ăn hộp thức ăn, không giết hại động vật nữa, nghe chưa? Cái thằng Bi này đó các bạn, nó lì lắm. Nó không có giết động vật để nó ăn đâu, mà nó giết chơi cho vui vậy. Sở thích của nó là sở thích sát sanh, nên nó thành thân chó này nè. Mày thấy vui không? Mày già đâu rồi. Bây giờ nè, nghiệp chướng nè. Coi nè, coi lông lá nè. Mỗi lần sát sanh nè, giết chuột ha, giết rắn ha, giết ếch ha, rồi người hả bị ve đu cắn đau đớn như vậy. Mày vui lắm hả? Mày lắc đuôi mày cười, mày khoái hả? Mày giết tu nha. Bây giờ ở với tiên cá là phải tu. Lúc trước Tion còn là người cá, Tion không thể đủ năng lực để giáo hóa con. Còn bây giờ Tion đã thành tiên cá rồi, Tion đã thức tỉnh rồi, phải nghe lời Tion nghe chưa? Có nghe không? Đưa tay đây, đưa bàn tay lên coi coi. Nè, đưa tay lên. Đôi tay này có muốn có 5 ngón tay không? Có muốn được mang thân người không? Có muốn trở thành thần thú giải thoát không? Chưa sát sanh nghe chưa? Không có giết con gì để cho vui, thỏa mãn hết nghe chưa? Mình đã ăn chay được rồi, mình đã đạ lạc thân chó này 6 năm rồi. Tới lúc mình phải tu để mình giải thoát. Con đừng suy nghĩ giống như con chó nữa, là mày tối ngày mày thành con chó thì chết mà con suy nghĩ giống con chó. Và bây giờ là thích giết con chuột là chết, không được làm con chó nữa mà làm con chuột, hiểu chưa? Khi thần thức của con xuất ra bên ngoài á, con chết rồi đó. Con mê con chuột là con đi theo cái đường của con chuột, con đầu thai làm con chuột. Tại sao muốn giết con chuột? Cái mặt mày giết con chuột, riết cái mặt y như con chuột luôn rồi, thấy không? Khóc lóc cái gì? Tôi nói đúng không? Mặc dù tôi nói ra tiếng người cho các bạn nghe, nhưng mà cái tay tôi chạm vô não của nó,
tôi chuyển đổi ra thành ngôn ngữ của loài vật để cho nó hiểu. Các bạn thấy nó nghe tôi, nó hiểu, nó khóc nè các bạn, thấy không? Nè, con hiểu tôi rồi đúng không? Bây giờ tôi không còn là người cá nữa. Tôi đã bỏ được dục, bỏ được tham sân si. À không, tôi chưa bỏ được tham sân si. Bởi vì con người còn tham sân si, còn làm hại người khác thì tôi chưa bỏ được cái đó. Tôi vẫn tham. Tôi tham kiếm nhiều tiền để cứu động vật. Tôi sân si với những kẻ mà làm hại người khác, những kẻ lên mạng làm những trò xấu xa, thì tôi phải nói cho họ hiểu, để họ từ bỏ, để họ không bị đọa lạc. Giờ con hiểu rồi chưa? Tiun không gì mọi người. Thì bây giờ chắc là Tiun đã giải thoát rồi. Tôi phải chịu khổ, tôi phải tập sống giống như là Bồ Tát vậy đó, chịu khổ vì người khác. Tôi phải làm những việc mà người khác không làm. Mọi người thờ ơ với cái xấu thì tôi phải chống lại nó. Các bạn nghe nè, con Bi nè, bây giờ con thức tỉnh cho Bi. Nè, thấy tay tôi đặt lên đầu con nè. Nè, tôi đang gieo duyên với con nè. Năng lượng từng người của Tiun toàn là năng lượng của sự giải thoát, của sự thanh tịnh. Tôi truyền cho con để con trở thành một con chó có được trí tuệ, để sau này không bị đọa lạc nữa. Con chỉ còn sống được khoảng 3-4 năm nữa thôi là mình đi giảng sanh rồi, hiểu không? Bây giờ muốn lên cõi trời không, hay muốn đi xuống địa ngục? Làm súc sanh là cái cõi mà thấp nhất. Bởi vậy bây giờ tôi đưa cái con chó Bi này về nhà, cho nó nghe những giáo lý của lời Phật dạy nè. Đó, con á, là phải nghe Phật A-di-đà nè. Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn con, sẽ giải thoát giúp con. Tiun cũng muốn cho con nghe những lời Chúa dạy, nhưng những lời Chúa dạy thì không dành cho con vật, nhưng mà Phật giáo thì dành cho tất cả muôn loại đều bình đẳng, nên con nên nghe lời của Phật. Đó, mày nghe tiếng chuột này, mày nói giết chuột nữa phải không? Tao nói không bao giờ giết con chuột nữa, nghe chưa? Nghe chưa? Cái thằng lì ngoan đi, cho ăn bánh pizza chịu không? Chịu khổ 6 năm nay rồi, bây giờ được ăn bánh pizza con thấy thế nào? Biết bánh pizza không? Pizza đó, thầm tiên cá sướng lắm con. Muốn ăn cái gì là có cái đó. Con có muốn được thành tiên cá không? Hay làm chó cá? Đá lông nheo hả? Thích thú hả? Nghe lời tôi không nghe chưa? Nói làm sao? Ngoan ngoãn, tu tập. Nhìn cái gì? Đòi bắt thằng lằn đúng không? Ở đây nha, có mấy con chim bồ câu cục cưng của Tiun á. Bi mà giết nó là chết với Tiun, là cho con đi bụi nữa đó, không nuôi con nữa đó, cho con ra ngoài căn nhà hoang ở nữa đó, chịu không? Không dạy nổi mà, giống như đệ tử của Tiun nói mà không nghe là Tiun từ bỏ luôn. Đáng lẽ là Tiun từ bỏ con rồi đó, nhưng mà Tiun biết con còn có thuốc chữa, nên Tiun cho con một cơ hội để con nên người, nghe chưa? Nghe chưa? Không có làm chó nữa, nghe chưa? Muốn làm người hay làm tiên? Vui hả? Hả? Muốn làm người? Làm người cá? Hay làm tiên cá? Hay làm thần tiên? Nói coi, nói coi, đi đâu? Đánh chống lại hả? B, đã đây, giơ tay lên, shake hand, bắt tay với tiên cá rồi nha. Là phải nghe lời, nghe chưa? Ta cấm con sát sanh để thỏa mãn niềm vui nha. Đó, đó đó, nghe tiếng chuột nữa. Chỉ mới một thử thách nhỏ thôi mà chịu không nổi. Chuột, tao nói rồi, chuột ở đây là nuôi. Chuột là bạn của con. Tiun nuôi chuột để Tiun giáo hóa chuột, để Tiun giúp cho chuột thoát khổ. Cái gì? Kẻ thù gì? Đòi bắt chuột để làm cái gì? Sao tối ngày ác vậy? Mới dạy rồi, bởi vì làm cái thân súc sanh rồi, Tiun nói với các bạn, không có cái não, nói nó trước rồi nó lại quên sau. Cái não của nó làm như là não cá vàng vậy đó. Biết não cá vàng không? Lắc đầu không biết hả? Ngoan nè, bây giờ muốn ăn bánh pizza không? Lần đầu tiên cho ăn bánh pizza. Dạo này á, cái cơ thể của Tiun á, nó lại hấp thụ thức ăn rất là khó, nên nhờ bánh pizza mà tôi mới giữ được cái mạng này. Trời đất ơi, tìm ăn bánh pizza làm cái gì mà cái bánh nó rớt ra bên ngoài luôn vậy các bạn ơi. Trời đất ơi, bánh pizza ơi. Đó, kệ okay đi. Ăn ngon không? Ăn thử coi ngon không? Trời ơi,
cái bánh pizza này là bánh pizza rau củ quả rất là ngon nha mà con chê. Cái gì muốn ăn cái gì? Đố các bạn nó muốn ăn cái gì ạ? À? Nó đòi ăn trứng. Ăn bánh pizza đi rồi cho ăn trứng nè. Bởi vì cái thứ ngon lành như vậy mà không biết ăn, trong đây là nó không có quá chất độc hại, toàn là tinh hoa tinh túy mà con không ăn được, thì đòi ăn trứng. Biết trứng gà bây giờ là toàn là thuốc tăng trưởng không không, trong đó toàn là chất ambi đồ này kia không, ăn vô cái trứng gà đó nó không có bổ béo gì hết, vậy mà nó thích. Cái gì đố các bạn biết nó muốn gì đó? Nó nói là chuột, 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 mày ở đâu? Thằng này nó ác thiệt. Bởi vậy tôi đem nó về để giáo hóa nó lại. Nó còn sống vài năm nữa nó chết rồi mà bây giờ nó đòi sát sanh không à. Sợ nó ghê luôn á. Mới dạy nó nghe lời nó khóc lóc. Nó hiểu được. Giờ nó lại muốn bắt chuột nữa, các bạn thấy không? Bởi vậy chúng ta được mang cái thân người có trí tuệ rất là may mắn. Nên các bạn á, nên sống thiện đi. Mà ai mà không sống thiện á, để bị đọa lạc thành súc sanh rồi. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, Tiên Cá gì, Chúa Trời gì, giáo hóa cũng không nổi nữa. Nói trước quên sau hoài à, nó đâu có nghe lời mình đâu. Bởi vì nó đâu có trí tuệ đâu mà nó hiểu được. Khổ vậy đó. Đây là món yêu thích của bé chó. À không, không phải là bé mà là ông già. Ông già, ông già. Bi, 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 Bi ơi. Ông già ơi. Nè, yêu thích đúng không? Đã nói cái này á, chứa toàn là chất tăng trưởng không à. Gà bây giờ ăn toàn là mấy cái hóa chất độc hại. Tôi ăn tôi thấy cái trứng gà nó rất là đắng. Mà con ăn, con thấy nó rất là ngon hả? Sao con khổ vậy con? Rồi bây giờ tôi lột trứng ra cho con ăn nha. Mê quá hả? Thích quá hả? Ê, cái đó là cái vỏ. Phân biệt được cái vỏ không? Ăn luôn cái vỏ không? Lụng bao tử á. Làm súc sanh khổ không các bạn? Không kiềm chế được món ăn kìa. Con nó cầu xin Tiêu kìa. Sao bây giờ ngoan ngoãn nghe lời quá vậy? Lúc Tiêu dạy con thì con không nghe lời. Chà, thì ra con thích ăn hơn là thích chuột nữa hả? Nghe tiếng chuột mà bây giờ nó thấy cái trứng gà nó mê quá, nó không đi. Bây giờ cái khả năng cảm âm của Tiêu đã sử dụng cho động vật. Càng thể hiện nhiều khả năng thì Tiêu lại càng khó sống. Nhưng mà Tiêu vẫn muốn giúp cái con chó Bi này. Nè, tham ăn thì Tiêu cho ăn. Ăn đi rồi thức tỉnh. Nó chịu khổ 6 năm rồi các bạn. Nó toàn ăn hộp thức ăn không á. Bây giờ những gì nó muốn Tiêu đều giúp cho nó. Tiêu anh còn nhớ một lần mình thiền định và xuất thần ra bên ngoài. Tôi lúc đó tôi nghĩ là mình muốn làm con chim. Lập tức thần thức của Tiêu anh chạy đi đầu thai vào một quả trứng sắp nở thành con. Và khi mà cái trứng gà nở ra là Tiêu anh thấy mình là một con gà con nằm dưới lớp lông của một con gà mẹ. Xung quanh Tiêu anh là những con gà khác. Nhưng bởi vì Tiêu xuất thần, nhưng mà Tiêu còn trí tuệ, bởi vì Tiêu còn mang thân người. Tiêu thấy, ủa sao mình là con gà vậy ta? Trời ơi, thiệt là đau khổ. Và thế là người ta cho con gà đó ăn thóc, lúa, cám. Mấy con gà con khác, anh chị em của Tiêu, nó ăn rất là ngon lành. Còn Tiêu nghĩ, mình đâu phải con gà đâu, tại sao mình phải ăn cám? Hằng ngày mình ăn chay, ăn tàn là món ngon. Trong nhà hàng chay á, tự nhiên mình phải ăn cám nên Tiêu đã nhịn đói và Tiêu đã chết. Và hôm đó là Tiêu đã ngủ 12 tiếng đồng hồ và Tiêu đã cảm nhận được nỗi khổ khi mà mang thân của con gà. Tiêu có rất nhiều chuyện muốn kể cho các bạn nghe, nhưng nó liên quan đến thần thông cảm ứng nhiều quá. Nếu mà Tiêu nói ra là địa ngục, chư thiên, các cõi trời, họ sẽ cho Tiêu chết liền. Nên Tiêu chỉ muốn nói với các bạn một điều. Khi thành tiên cá các bạn sẽ thật sự biết tất cả. Nhưng các bạn đừng thể hiện gì cả. Bởi vì cái cõi này nó đã có quy luật rồi, thiện ác phải phân tranh. Và những ai làm được, làm đúng thì đi theo đường thiện, làm sai thì đi theo đường tà. Tiêu thì không muốn ai bị khổ cả. Chư Phật thì cũng luôn hiển hiện để giáo hóa chúng sanh, giúp cho các bạn thoát khổ.
Nhưng nhìn đi, có bao nhiêu người làm được những điều Phật dạy? Có bao nhiêu người làm được những điều Chúa dạy? Có bao nhiêu người thoát khỏi luân hồi súc sanh địa ngục giống như con chó này đây? Tuyên bây giờ dạy nó cũng còn thấy khó nữa đó, cho nó ăn để thấy rằng Tuyên rất thương nó, muốn nó thoát khổ, cho nó chịu khổ để nó thức tỉnh, mà nó cũng chưa có thức tỉnh nữa.